Đây là cảnh các bạn thấy rất quen phải không? Đây là môn thể dục mà người cao tuổi thường tập ở khu công viên. Nhưng tôi lại không biết rằng chúng có hiệu quả thực sự như vậy. Cô ấy đang hô to và mọi người tập theo. Dường như mọi người sẽ cảm nhận được các cơ bắp đang thư giãn và thả lỏng hơn. Giờ thì tôi đã biết tại sao người cao tuổi hay làm động tác này rồi. Có lẽ do đây là hoạt động tập trong rừng nên càng lúc càng thấy mát và sảng khoái hơn. Lần này là hoạt động thể dục phòng ngừa bệnh viêm khớp. Do lâu ngày không vận động các cơ bắp nên có thể mọi người sẽ thấy mỏi một chút, nhưng vì tốc độ nhịp nhàng nên không có vấn đề gì cả. Khi dựa vào cây cối và tập một môn thể dục gần gũi với thiên nhiên như thế này, toàn bộ cơ thể sẽ được thả lỏng và trở nên dẻo dai hơn. Hôm nay cô đã đến đây và cùng tham gia hoạt động trị liệu với mọi người. Cô cảm nhận thế nào ạ? Thực sự rất tốt. Cô thấy tốt ở điểm nào ạ? Khi tới đây, tôi thấy cảnh quan rất đẹp, không khí thì thoáng đãng. Hôm nay có cơ hội được tắm rừng nữa, nên tôi thấy rất vui và thoải mái. So với đi một mình, thì cùng bạn tới đây có tốt hơn không ạ? Đúng vậy, lần trước tôi đến đây trải nghiệm một mình. Dạo này có thêm cô hướng dẫn đi cùng nữa. Cô ấy giải thích về cảnh quan xung quanh và hướng dẫn tôi rất tỉ mỉ và chu đáo. Vì vậy, khi về nhà, tôi đã kể cho bạn tôi nghe về trải nghiệm thú vị này. Bạn tôi thấy hào hứng lắm. Và lần này đã đi cùng tôi để trải nghiệm cùng mọi người. Tiết hôm nay như đổ lửa, nhưng dù đi dạo một vòng, tôi vẫn chưa đổ một giọt mồ hôi nào. Trời trong xanh và không khí trong lành, rất mát mẻ và sảng khoái. Tôi cảm thấy cơ thể được giải tỏa những mệt mỏi và thấy thư giãn hơn. Tôi hy vọng rằng nếu có cơ hội, các bạn hãy đến đây và tham gia nhé. Điểm dừng chân cuối cùng tại Po Chơn, một điểm đến độc đáo với những chiếc cối xay nước không ngừng nghỉ và những chiếc máy móc kỳ lạ. Cuối cùng thì điểm đến du lịch nào đang chờ chúng ta đây? Có rất nhiều bảo tàng liên quan đến chủ đề khoa học, nhưng nơi này thú vị ở chỗ chúng ta có thể học được những nguyên lý khoa học thông qua những trải nghiệm đặc biệt. Những thiết bị khoa học này được thiết kế gần gũi với thiên nhiên, như làm cho khoảng cách giữa con người và những nguyên lý khoa học cứng nhắc bị rút ngắn lại một bước. Bạn có thể trải nghiệm các trò chơi khoa học này bằng cả cơ thể của mình. Nếu như được chơi cùng bọn trẻ ở đây, thì chắc chắn sẽ là khoảng thời gian rất thú vị. Vì khu vui chơi này ẩn mình sâu giữa thiên nhiên và được thiết kế thành không gian kết hợp giữa khoa học và nghỉ dưỡng, nên dĩ nhiên người lớn cũng có thể tham gia và tận hưởng kỳ nghỉ nơi đây. Có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều trò chơi kỳ lạ nằm rải rác ở mọi nơi. Trong khuôn viên của những chiếc motor bánh quay đa dạng đủ màu sắc, có rất nhiều công trình sáng tạo, kết hợp hoàn hảo giữa khoa học và nước, như đài phun nước khổng lồ cao 23 mét, chiếc ghế xoay to nổi lênh đênh trên mặt nước. Ngay đằng sau tôi đây là đài phun nước khổng lồ. Công trình này được xây dựng như thế nào ạ? Đài phun nước khổng lồ này sử dụng nguyên lý của bánh răng và băng truyền. Chúng tôi cũng tạo ra thêm một số bộ phận hỗ trợ để chúng có thể xoay trong nước. Nhiều người thường bảo tôi rằng khi sử dụng bánh răng trong nước như vậy, chúng sẽ nhanh bị ăn mòn và hư hỏng. Họ góp ý rằng làm như vậy là không được, nhưng chúng vẫn hoạt động tốt dù có ngấm nước. Vì vậy, vẫn ứng dụng cho đến ngày hôm nay. Cháu nghe đài phun nước này cao 23 mét. Để làm nên một công trình cao 23 mét như thế này, chắc hẳn các chú rất vất vả. Đúng vậy, khi thi công trên độ cao 23 mét, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Và nhất là công đoạn vận chuyển và lắp ráp từng chi tiết, từng bộ phận. Rồi cả việc thiết kế trục cũng không dễ dàng gì. Đứng ở đây nhìn lên, cháu có thể thấy được từng bộ phận ở đây được lắp đặt rất chắc chắn. Vậy những bộ phận này sẽ tự quay thông qua những chiếc bánh giống nhau đặt ở dưới nước phải không ạ? Đúng rồi, chúng sẽ tự luân phiên chuyển động.
Và khi bạn nhìn kỹ sẽ thấy, nếu một bánh răng chuyển động, những bánh răng bên cạnh và hai bên sẽ tự động chuyển động theo dựa trên nguyên lý băng truyền và nhiều nguyên lý khác. Công trình này thật vĩ đại và hoành tráng.